Tiếp đến ta có bài số 4 của đề số 1. Cho số nguyên dương N, hãy tìm số nguyên tố gần số nguyên dương N nhất. Nếu có nhiều kết quả thì đưa ra số nhỏ hơn. Đấy. Vậy thì với cái bài toán này thì ta có xác định bài toán. Để trả lời cho câu hỏi đề bài cho cái gì? Đề bài cho N thì ta sẽ thực hiện nhập N. Với một bài sau khi các bạn đọc đề có dài đến mấy đi nữa phải luôn trả lời cho câu hỏi. Đề cho cái gì? Tú bỏ tay ra. Rồi ta sẽ thực hiện công việc là đưa ra số nguyên tố gần N nhất. Rồi các bạn lưu ý tính chất của số nguyên tố thì với một số nguyên dương N thì cái số nguyên tố xa nhau xa nó nhất cách nó khoảng tầm 6 đơn vị. Ví dụ như cái số nguyên tố cách xa nó nhất giữa số 7 đó là số 13. Nó chênh lệch nhau không có... Rồi tiếp đến chúng ta sẽ thực hiện thuật toán để giải quyết bài toán này. Phía dưới các bạn cùng quan sát nhá. Bài toán này thì ta nhận thấy bước 1 của chúng ta, ta sẽ thực hiện nhập số nguyên dương N. Bước thứ 2 ta phải tìm cái thằng R1 là số nguyên tố lớn nhất và nhỏ hơn N. Đấy. Ở bước 2, bước 3 ta tìm R2 là số nguyên tố nhỏ nhất và lớn hơn N. Đấy. Như vậy thì ở đây thì ta nhận thấy như sau. Số nguyên tố, để tìm được số nguyên tố lớn nhất nhỏ hơn N thì ta sẽ đi từ số N giảm. Vậy thì ta nhận thấy là cái số đầu tiên ta cần kiểm tra đó chính là số có giá trị bằng N trừ 1. Vậy thì ta nhận thấy là người ta sử dụng câu lệnh lặp quay. Chừng nào nguyên tố của thằng N, thằng R1 mà đang còn bằng phô, tức là N chưa phải là số nguyên tố và tất nhiên N phải còn lớn hơn 0. Thằng R1 phải là đang còn lớn hơn 0. Thì ta thực hiện cái công việc giảm thằng R1 đi. Giảm đến khi nào gặp phải số nguyên tố thì dừng lại. Như vậy ta xong câu lệnh chừng nào. Đây là bài tập lệnh while. Ở chỗ này chỗ bạn Khánh ở dưới kia cũng có thể làm được ở phần này. Bài tập câu lệnh lặp while nhá. Đúng không? Rồi bây giờ kế tiếp nữa, ta lại tìm cái số nguyên tố bên tay phải. Ta gọi R2, số bên phải của N, số bé nhất là số N cộng 1. Vậy thì tới đây thì ta có chừng nào nguyên tố của thằng R2 mà đang còn bằng phô. Bởi vì trong cái giá trị dưới thì nó bị chặn dưới bởi không. Đấy. Thì ta sẽ thực hiện tăng thằng R2 lên. Rồi tới đây thì vòng lặp quay này dừng thì ta thu được R2. Bây giờ bước 4, người ta hỏi là ta sẽ tìm số có độ chênh lệch. Số có gần N nhất. Số có N gần N nhất đó là số có hiệu của nó với số nguyên dương N có độ chênh lệch bé hơn. Vậy thì ta có nếu trị tuyệt đối, ta có hàm ABS của thằng R1 trừ N mà nhỏ hơn bằng ABS của thằng R2 trừ N. R1 trừ N và R2 trừ N được gọi là độ chênh lệch của hai thằng này. Thì ta sẽ thực hiện cái công việc là lưu. Thì ta lưu kết quả của bài toán là bằng thằng R1. Bởi vì độ chênh lệch thằng này bé hơn mà, thì nó gần hơn. Phải không? Được chưa? Nếu nó hiểu thằng này bé hơn thì nó phải nhỏ hơn thôi, đúng không? Hàm trị tuyệt đối vừa giới thiệu rồi. Ngược lại thì thằng R2 mới là thằng lớn hơn. Khi mà ta so sánh như trên thì ta cũng trả lời luôn cho câu hỏi. Nếu hai thằng có thằng bằng nhau thì lấy giá trị bé hơn, thì đó chính là thằng R1. À đúng rồi, cảm ơn bạn. Tới đây rồi thì ta ra đưa ra bước 5. Thì ta đưa red ra.
và kết thúc giải thuật. Như vậy, với cái cách như trên, thầy trò mình đã thực hiện công việc đi tìm số nguyên tố gần số nguyên dương n nhất. Nó bao gồm có hai phần là tìm số nguyên tố bên trái của n và tìm số nguyên tố bên phải của n. Được chưa? Vậy thì mô hình của bài toán này là đi tìm. Như vậy ở cái bài toán này thì các bạn nhớ tổ chức cái bool nguyên tố. Tới thời điểm này có bạn nào chưa tổ chức được cái bool nguyên tố không? Rồi, vậy thì thầy hướng dẫn luôn cái bool nguyên tố. Để tổ chức một số, để kiểm tra một số có là số nguyên tố hay không thì thầy sẽ thực hiện như sau. Phía trên các bạn nhìn thấy không? Ta nhận thấy như sau: nếu U nhỏ hơn hoặc bằng 1 thì U không phải là số nguyên tố. Vậy thì ta sẽ return true hay false. Dung, nếu U là số nhỏ hơn bằng 1, U có phải là số nguyên tố không? Dung, ông Dung sao? Nào, trả lời câu hỏi: nếu U nhỏ hơn 1, U có phải là số nguyên tố không? Không, vậy thì ta return false. Rồi, với các cái số nguyên dương này thì ta sẽ duyệt qua tất cả các cái ước y nằm trong phạm vi từ 2 cho tới căn bậc 2 của U. Khi đó, nếu thằng U chia hết cho thằng y thì khi đó chứng tỏ rằng là y là ước của U. Và như vậy thì số nguyên dương U nó sẽ có 3 ước: 1, y và U. Vậy thì ta return false. Đứa nào vừa bảo chỗ này L đi ra đây, trong hàm nguyên tố không có bất cứ chữ L nào, lưu ý nhá, nhớ. Vậy thì sau vòng lặp for này nếu không return false lần nào thì ta sẽ return true. L và L số return false, L return true. Đấy, trừ một đối thủ. Đấy. Lưu ý nhá, ta không trong hai, khi các bạn viết hãy luôn nhớ thầy thành rằng trong bool nguyên tố không có chữ L nào. Nhớ nhá. Chức năng ở đây bởi vì ta sẽ hiểu ra được bản chất của bài toán và khi trình bày chương trình vào vở các bạn cũng trình bày được chương trình như trên. Như vậy trên đây là tổng quan của cái chương trình để đi thực hiện kiểm tra xem một số nguyên dương, cho số nguyên dương n, tìm số nguyên tố bên trái của n, bên phải của n, thằng nào gần số nguyên dương n hơn thì đưa nó ra. Nếu có hai số gần nhau mà bằng nhau thì ta đưa số bé hơn. Được không? Có độ chênh lệch bằng nhau thì ta đưa ra số bé hơn. Rồi, ta sẽ xem bài 513 các bạn làm như thế nào. Rồi, bài này chỉ tìm được một số nguyên tố một bên. Xem ông Minh. Ông Minh ông for để tìm được một số nguyên tố bên trái, for tìm số nguyên tố bên phải. Ông Nhật Minh làm sai, chưa chính xác câu này. Ông Tiến Thành. Ông Tiến Thành thì ông sẽ tìm đằng bên trái, tìm đằng bên phải. Rồi, dùng đường easy, tốt. Rồi, kế tiếp nữa, ông Thái Dương, ông này ông làm thế nào? Ông for từ 1 đến n để tìm số nguyên tố lớn nhất, chưa phải. Ông Quang Trung, cũng không phải luôn. Rồi, ông Hữu Đức. Ông Hữu Đức làm theo kiểu gì đây? À, không phải, đây là ông Minh Đức. Ông Hưng làm bài này theo bài này, cái này cũng không đúng. Chưa thấy ông Đức đâu cả. Đề 1. À, đề 1 em có làm bài nào đâu. Đề 1 em làm bài rồi. Rồi. Đây rồi, may quá. Vẫn tìm được một cao thủ cốt được bài này ở đây. Cái bài vừa rồi. Rồi. Nào. Bài nào rồi? Bài nào rồi? Vẫn cái bài đấy mà tổ chức. Tìm số nguyên tố bài số 4. Rồi, như vậy rồi. Rồi, như vậy chúng ta đã xong được bài số 4. Như vậy còn nốt bài số 5 để thầy chưa nốt bài số 5. Trước khi sang bài số 5 thì như vậy bài số 4 nó đưa về mô hình của bài toán là đi tìm số nguyên tố thỏa mãn điều kiện. Nhá. Chúc các bạn thành công.
hết rồi. Đấy, quên rồi. Sao